Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an ngăn chặn tình trạng thao túng trong các tổ chức tín dụng. Theo thông tin từ Tiền Phong, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt chỉ thị số 14 nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính sách tiền tệ cho năm 2024. Mục tiêu của chỉ thị này là giải quyết những thách thức trong sản xuất và kinh doanh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới và trong nước để chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Các biện pháp bao gồm điều hòa lãi suất và tỷ giá, điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng và các hệ thống tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng cần được giám sát chặt chẽ trong việc cấp tín dụng và thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh vàng, cũng như các dự án đầu tư. Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các khu vực ưu tiên. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành liên quan nhanh chóng rà soát và hoàn thiện các quy định để phát triển thị trường chứng khoán, xây dựng hệ thống thông tin về đất đai và nhà ở, và đảm bảo an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng và an ninh tài chính, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát ngay các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, các ngân hàng chỉ đạo quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo quy định pháp luật. Nhà băng cũng phải đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan. Đồng thời, các ngân hàng phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt là với thẻ tín dụng, và những thay đổi, nếu có, trong quá trình khách sử dụng thẻ. Các ngân hàng phải rà soát toàn bộ quy trình xử lý tra soát khiếu nại theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và dứt điểm, không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi, hợp pháp của khách hàng. Trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài, thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, ngân hàng cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của hai bên. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng truyền thông tới khách hàng về quyền và trách nhiệm trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, khuyến cáo khách các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước có công văn yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank báo cáo vụ việc chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm trước ngày 21 tháng 3. Thủ tướng yêu cầu thanh tra thị trường vàng xử lý nghiêm hành vi trục lợi thao túng. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 22 ngày 20 tháng 3 năm 2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Thời gian qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lưỡng và có các giải pháp hiệu quả kịp thời, đúng quy định, theo nguyên tắc thị trường, để xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Ngân hàng Nhà nước rà soát kỹ lưỡng toàn diện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách,
liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức. Thực hiện ngay việc tổng kết thực hiện Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung các quy định. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân, gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Thủ tướng giao các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng, kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Thủ tướng yêu cầu thanh tra xử lý nghiêm việc buôn lậu, thổi giá vàng. Báo điện tử PLO vừa cập nhật thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 12 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo Thủ tướng, trong 3 tháng đầu năm 2024, bên cạnh những kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các yếu tố bên ngoài. Còn ở trong nước, vấn đề tỷ giá, áp lực lạm phát có xu hướng tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Các thị trường tài chính, tiền tệ cần theo dõi kỹ lưỡng, có giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế. Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế, các đối tác lớn, nhất là chính sách về tiền tệ, tài khoá, thương mại, đầu tư. Đặc biệt nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, ổn định thị trường, giá, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm. Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách. Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là đối với các dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới. Thúc đẩy và kiểm soát phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành kịp thời, linh hoạt, hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ can thiệp điều hành thị trường vàng trong nước để bảo đảm thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh, hoạt động ổn định, công khai, minh bạch, hiệu quả. Chỉ thị nêu rõ và yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay, hiệu quả tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh cần kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu, thổi giá vàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.